Tại trang này, tôi hướng dẫn cho các bạn về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng cũng như là thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng các bạn căn cứ theo Điều 19 Thông tư 219/2013 Thông tư của Bộ Tài chính quy định. Các cơ sở kinh doanh tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Điểm 1, 2, 3, 4, 5, Điều 18 Thông tư 219/2013 Thông tư của Bộ Tài chính. Nếu như đáp ứng đủ các điều kiện sau, thứ nhất là phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thứ hai là đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư. Thứ ba là có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh. Lưu ý các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng thì không được cách chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp theo. Tôi giả sử như trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của quý 1 năm 2022, công ty các bạn được khấu trừ là 300 triệu. Sang quý 2 năm 2022, các bạn đề nghị hoàn thuế. Thì trên tờ khai thuế quý 2 tại chỉ tiêu 43, chúng ta sẽ không còn được khấu trừ số tiền thuế đó nữa. Nói về thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, thì các bạn căn cứ theo Điều 49, 50, 51, 52, Thông tư 156, 2013, Thông tư của Bộ Tài chính quy định. Thì hồ sơ và thủ tục hoàn thuế như sau. Có các trường hợp về hoàn thuế giá trị gia tăng. Lần lượt chúng ta đi tìm hiểu trường hợp thứ nhất. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp xuất khẩu là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/DNHT. Trường hợp thứ hai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA. Đối với chủ dự án và nhà thầu chính thì cần phải trải qua các bước như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng bao gồm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/DNHT. Thứ hai là bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01/1/DNHT. Thứ ba là quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát, bản chụp có đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của dự án, xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay là ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng. Bước 2 là nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi Cục Thuế Quản lý trực tiếp địa bàn nơi thực hiện dự án vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp dự án ODA có liên quan đến nhiều tỉnh, thì hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế Quản lý trực tiếp nơi chủ dự án đóng trụ sở chính. Nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế. Đối với văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, thì bước 1 phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng như sau. Thứ nhất là giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01/DNHT, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01/1/DNHT, văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với nhà tài trợ về việc thành lập văn phòng đại diện. Tại đây thì cần phải có bảng chụp xác nhận của văn phòng đại diện, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác lập văn phòng đại diện, bản chụp có xác nhận của văn phòng. Bước 2 là nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Văn phòng đại diện, nhà tài trợ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Cục Thuế Quản lý địa bàn
nơi đặt văn phòng điều hành của dự án vào bất kỳ thời điểm nào phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp hoàn thuế thứ ba là hoàn thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của người nước ngoài, mua hàng hóa dịch vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ nhất là giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 trên DNHT. Thứ hai là bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1 trên DNHT. Thứ ba là văn bản phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền. Thứ tư là văn bản xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính về các khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nêu rõ tên tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận quản lý viện trợ. Bước 2 là nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Các tổ chức cá nhân nêu trên thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng vào bất kỳ thời điểm nào khi phát sinh số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn. Trường hợp hoàn thuế thứ tư là hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Thì hồ sơ hoàn thuế sẽ bao gồm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 trên DNHT có xác nhận của Cục Lễ Tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao. Bảng kê giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng cho cơ quan đại diện ngoại giao theo mẫu số 01-2 DNHT ban hành kèm theo thông tư này và bảng kê thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào dùng cho viên chức ngoại giao tại Việt Nam theo mẫu 01-3 DNHT. Bản gốc kèm theo hai bản chụp hóa đơn giá trị gia tăng có đóng dấu của cơ quan đại diện. Cơ quan thuế sẽ trả lại các hóa đơn gốc cho cơ quan đại diện sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng. Bước 2 là nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng và thủ tục giải quyết hồ sơ. Để các cơ quan đại diện thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ Tân Nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày làm việc, từ khi nhận đủ hồ sơ, Cục Lễ Tân Nhà nước có trách nhiệm xem xét hồ sơ và xác nhận về đối tượng, danh mục và số lượng hàng hóa dịch vụ được hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau khi Cục Lễ Tân Nhà nước có xác nhận hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, thì Cục Lễ Tân Nhà nước chuyển hồ sơ cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố giải quyết. Đối với trường hợp không thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được lập không đầy đủ, Cục Lễ Tân Nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Như vậy, quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng thì khá là phức tạp. Để được hoàn thuế thì người nộp thuế phải thuộc các trường hợp được hoàn và đáp ứng đủ điều kiện, sau đó chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan quản lý thuế. Hiện tại thì các doanh nghiệp thường sẽ làm thủ tục hoàn thuế là đối với những công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu hoặc là xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ thực hiện hoàn thuế, và các công ty có các dự án đầu tư, ví dụ như là công ty về khách sạn chẳng hạn thì có dự án xây dựng về khách sạn, hoặc là công ty về bệnh viện có dự án xây dựng về bệnh viện, thì lúc đó chúng ta mới làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo yêu cầu.